Ba Hồng Phượng hạnh phúc khi con gái sang Pháp lưu diễn được khán giả yêu thương. Dì Lành tự thấy mình như người nổi tiếng sau khi về quê. Ở dưới quê cô có cái khách, cô đi chợ hả? Cô ta la làng đó, khách đi chợ, người ta kêu trời má ơi, cái mình chưa có được khẩu trang ra nữa. Mà biết tiếng cô có gì rồi, ghê không ghê, kêu, ba Lan chanh đó. Thì vui vô tận là mấy chục năm nay lần đầu tiên đứa con gái tôi nó được đi Pháp nó diễn ở bên đó có mình à. Khán giả đó, cô bác anh chị bên ngoài đó, trân trọng như quý Hồng Phượng lắm. Bà xã nghệ sĩ Tiểu Linh thông báo bán vé show diễn cải lương tiếp theo. Ta sẽ tổ chức ngay cái ngày 13 tháng 12. Thì mong rằng cả nhà sẽ ủng hộ cái chương trình đó. Mong rằng cái show diễn này cả nhà sẽ ủng hộ cho gia đình thôi, giống như cái show diễn vừa rồi vậy. Tối ngày 28 tháng 11, gia đình Hồng Phượng đã cùng nhau tề tựu tại quán bánh xèo của vợ chồng nghệ sĩ Tiểu Linh để ăn uống. Trò chuyện sau nhiều ngày ở Pháp về Việt Nam, dì Lành người bán bún bò chung với Hồng Phượng cũng có mặt sau khi từ quê lên. Vừa gặp nhau mọi người đã kể chuyện cười nói rôm rã. Theo đó, dì Lành cho biết mình về quê được rất nhiều người nhận ra khiến dì rất bất ngờ. Dì Lành kể. Ở dưới quê cô có cái khách, cô đi chợ hả? Cô ta la làng đó, khách đi chợ, người ta kêu trời má ơi, cái mình chưa có được khẩu trang ra nữa. Những ngày nghỉ ở nhà, dì Lành có thời gian để xem tin tức nhiều hơn, đặc biệt là những tin đồn Hồng Phượng là con gái ông Sắc Ly Thành. Dì hài hước chia sẻ. Thành là ba Hồng Phượng, Phượng là con của Hồng Minh là chồng Hồng Nhung là em Vũ Linh là cậu Hồng Phượng, Hồng Phượng là cháu bà Lành là em Vũ Linh là anh của bà Lành. Có thể thấy, đối diện với những tin đồn sai sự thật, gia đình của nghệ sĩ Hồng Nhung khá vui vẻ, không khó chịu và càng không lên tiếng giải thích đính chính mà chỉ để tập trung làm việc và chăm sóc gia đình. Ba của ca sĩ Hồng Phượng, nghệ sĩ Quang Minh dành nhiều lời cảm ơn đến với khán giả đã yêu thương và cho Hồng Phượng có cơ hội đến Pháp lưu diễn. Thì vui vô tận là mấy chục năm nay lần đầu tiên đứa con gái tôi nó được đi Pháp nó diễn ở bên đó có mình à. Thấy khán giả đó, cô bác anh chị bên ngoài đó trân trọng như quý Hồng Phượng lắm. Ông cho biết sau khi về nước con gái rất vui khi được ở nơi xứ lạ quê người lại được mọi người yêu thương nhiều đến vậy. Ông cảm ơn và trân trọng tình cảm của mọi người. Hồng Phượng đã kết thúc chuyến lưu diễn tại Pháp và về đến Việt Nam vào sáng ngày 28 tháng 11. Cả gia đình bao gồm cả ba mẹ, ông xã và con gái đều có mặt ở sân bay để đón cô. Vừa gặp con gái, Hồng Phượng đã ôm chặt con sau nhiều ngày xa nhau. Nghệ sĩ Hồng Nhung và chồng đều xót xa khi con gái ốm thấy rõ sau nhiều ngày xa nhà. Sự thay đổi thời tiết cũng khiến cho Hồng Phượng mệt mỏi sau một chuyến bay dài. Những ngày ở Pháp, nữ ca sĩ được ông Sắc Ly Thành giúp đỡ rất nhiều từ việc ăn uống, mua sắm, giao tiếp với mọi người và đi diễn. Hồng Phượng đã mua sắm rất nhiều món cho gia đình nhưng không mang hết về được vì dư số cân và khá nặng. Một mình cô không thể xoay sở hết để mang về Việt Nam nên nhờ ông Thành gửi sau. Dự kiến dịp Tết âm lịch, ông Sắc Ly Thành sẽ về Việt Nam để đón Tết cùng mọi người. Sau khi về Việt Nam, Hồng Phượng sẽ nghỉ ngơi sau đó bắt đầu tập luyện cùng gia đình để xuất hiện trong show diễn sắp tới mà vợ chồng nghệ sĩ Tiểu Linh tổ chức. Nghệ sĩ Kim Thoai cho biết. Ta sẽ tổ chức ngay cái ngày 13 tháng 12. Thì mong rằng cả nhà sẽ ủng hộ cái chương trình đó. Mong rằng cái show diễn này cả nhà sẽ ủng hộ cho gia đình thôi, giống như cái show diễn vừa rồi vậy. Nghệ sĩ Tiểu Linh cho biết ở show diễn này mình sẽ cố gắng xuất hiện để biểu diễn một trích đoạn cải lương gửi đến mọi người. Hồng Phượng và Linh Vũ sẽ tái hợp cùng nhau tái hiện lại những vở diễn để đời của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Thông tin này đang nhận được sự quan tâm của khán giả. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.